Chào mừng anh em đã quay trở lại với tạp báo comic. Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng siêu anh hùng mà tôi thích nhất là ai thì tôi sẽ trả lời đó là Moon Knight. Nhưng mà tôi cũng sẽ không ngần ngại mà nói rằng tôi cũng rất thích Hawkeye nữa. Một nhân vật có lẽ là mờ nhạt trước tất cả mọi người, nhưng anh lại là một nhân vật vô cùng đặc biệt đấy nhá. Cho nên khi series Hawkeye được ra mắt, tôi đã vô cùng phấn khích để xem nó và để ăn mừng cho series của anh chàng số nhọn này vừa được công chiếu gần đây. Tất nhiên là tôi sẽ gửi đến cho anh em một video rồi. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Bởi vì tôi không được bắn trượt. Ý tôi là tôi không thể bắn trượt được ấy. Tôi ở trong một đội toàn các siêu nhân và có cả một vị thần nữa. Trong trường hợp cậu quên thì cậu cũng biết trèo tường đấy thôi. Luyện tập là thứ giúp tôi trở nên đặc biệt. Và nếu như tôi không đặc biệt thì tôi chẳng có tí giá trị gì cả. Tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ trong cái cuộc sống này. Tôi đã có thể sống hạnh phúc với Mockingbird, Bobby ấy. Bọn tôi đã có thể có một cuộc sống tốt và đơn giản. Nhưng tôi lại chọn cơ hội được chơi với mấy ông lớn cơ. Và nếu như tôi bắn trượt, ý tôi là tôi chỉ là một thằng nhóc ất ơ bỏ mẹ nào đó với cái công này, thì nó đồng thời cũng có nghĩa là tôi chỉ tự lừa dối bản thân mình suốt bấy lâu nay thôi. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi không bao giờ bắn trượt. Hawkeye xuất hiện lần đầu trong tập truyện Tales of Suspense số 57, xuất bản vào tháng 6 năm 1964, được tạo ra bởi cặp đôi nhà văn Stanley và Don Heck. Anh tên thật là Clinton Francis Clint Barton. Từng là một đứa trẻ bỏ nhà và làm việc tại một rạp xiếc, anh được những các tội phạm huấn luyện và trở thành một bậc thầy vũ khí. Thứ khiến cho Hawkeye đặc biệt là tài nghệ bắn cung của anh, được mệnh danh là người đàn ông không bao giờ bắn trượt. Anh cũng từng là tội phạm trước khi trở thành một thành viên cộng cán của nhóm Avengers. Clint Barton có tuổi thơ không mấy hạnh phúc khi phải chịu sự bạo hành của cha mình vì chứng nghiện rượu. Tuy vậy, Clint luôn được người anh trai Benny mạnh mẽ dạy dỗ và rèn luyện để cậu có thể tự bảo vệ bản thân mình. Cha của Clint cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của ông và vợ, còn hai cậu con trai được gửi đến một cô nhi viện. Tuy vậy, cả hai sau đó đã trốn đi và gia nhập vào một gánh xiếc. Tại đây, tài năng của Clint đã được công nhận bởi Trickshot, một bậc thầy xạ thủ, và Sossman, một lão luyện kiếm thuật, nhưng anh đã không hề biết rằng hai kẻ này đều trở thành kẻ thù của mình trong tương lai. Cả hai đã dạy dỗ Clint để anh trở thành một bậc thầy vũ khí và có thể bắn bách pháp bách chúng. Tuy nhiên, sau khi phát hiện Sossman, biển thủ tiền từ lễ hội, Clint đã bị bỏ mặc cho đến chết nhưng may mắn vẫn còn sống. Clint tiếp tục luyện tập và trở thành một ngôi sao trong các lễ hội. Kể từ đó, anh lấy biệt danh là Hawkeye. Trong một lần bắt chước Iron Man để trở thành anh hùng, Clint đã bị cảnh sát nhầm là ăn trộm và quyết định đưa anh vào nhà đá. Hawkeye sau đó đã gặp được Black Widow, cả hai đã cùng nhau hợp tác để đối đầu với Iron Man. Nhưng ngã rẽ cuộc đời tiếp tục tìm đến Clint sau khi anh chăn ngán làm tội phạm, anh quyết định quay đầu và gia nhập nhóm Avengers, quyết tâm trở thành một siêu anh hùng để bảo vệ cho người dân. Cũng như thế mà sau này anh đã gặp và kết hôn với Bobby Morse, hay còn được biết đến với cái tên là Mockingbird. Sự nghiệp siêu anh hùng của Hawkeye dần dần được thăng tiến khi Avengers quyết định sẽ lập thêm nhiều chi nhánh nữa, và thế là Hawkeye được bổ nhiệm làm trưởng nhóm của Westcott Avengers, đóng quân tại bờ biển phía Tây cùng với Mockingbird, Iron Man, Wonder Man và Tigra. Tuy nhóm sau này có thêm nhiều thành viên, nhưng cuộc đời của Clint chuyển đến giai đoạn nhiều thăng trầm hơn. Sau khi đón nhận cái chết của người vợ, anh gần như không còn động lực nữa, và quyết định rời đội để chuyển sang hoạt động đơn lẻ. Clint không biết rằng Bobby thực sự đã mất tích và kẻ đã qua mắt anh bao năm nay thực chất lại là một Skrull cải trang. Một thời gian sau, Hawkeye được tiến cử để làm lãnh đạo của nhóm Thunderbolts vì anh nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để giúp cho những phản diện có thể cải tạo quy chính. Được một thời gian thì anh quay trở lại với Avengers. Nhưng đây cũng là một trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời Hawkeye, vì đó cũng là khi Scarlet Witch trở nên điên loạn và đem tới sự kết thúc của nhóm Avengers trong sự kiện Avengers Disassemble. Cũng tại chính sự kiện này, Hawkeye đã phải hy sinh vô cùng anh dũng. Đấy cũng chính là lý do tại sao anh vô cùng căm phẫn khi được tái sinh trong thế giới mới House of M. Một Clint không còn vui tính nữa, đã tìm cách báo thù Wanda nhưng thất bại. Và cho dù House of M có kết thúc, thế giới có trở lại bình thường, nhưng anh đã quyết định dứt áo bỏ đi, vứt lại cái công của mình và từ bỏ danh tính Hawkeye. Phải cho tới khi Cap bị ám sát sau nội chiến, Clint mới quay trở lại với một danh tính hoàn toàn mới là Ronin, được trao bởi Echo. Đây là thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của mình, khi anh rũ bỏ cái nhân cách chàng cung thủ vui tính nhưng cũng nóng nảy để trở thành một sát thủ lạnh lùng và chết chóc hơn rất nhiều. Anh đã tham gia nhóm Secret Avengers, những siêu anh hùng hoạt động ngầm để có thể tránh tầm mắt khỏi những kẻ như Tony. Trong sự kiện Secret Invasion, anh cũng phát hiện ra người vợ ấy trước đây của mình là hàng giả và phải chờ tới khi tiêu diệt toàn bộ đám Skrull thì anh mới được đoàn tụ với Bobby hàng chính hiệu. Clint tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa Ronin cho tới khi thời kỳ đen tối của Norman Osborn chấm dứt,
Cũng trong thời gian này, anh đã phát hiện ra người anh trai Benny đã trở thành Trickshot. Hai người anh em có từng đụng độ với nhau, nhưng cuối cùng đã chịu giảng hòa. Sau Siege, Hawkeye và Mockingbird tiếp tục hoạt động chung với nhau trong một thời gian ngắn. Cả hai giờ cũng chẳng còn là vợ chồng nữa, nên mau chóng mở nhạt tình cảm và tìm đến những tình nhân khác. Như Hawkeye có tình cảm với Spider-Woman, hay Bobby trở thành cặp đôi với Lance Hunter. Sau khoảng thời gian trở thành siêu anh hùng vô cùng mệt mỏi, Clint lại tiếp tục hoạt động solo và dành nhiều thời gian cho căn hộ cho thuê mà anh mua được từ băng đảng Tracksuit. Đây cũng chính là lúc mà đầu truyện Hawkeye 2012 được ra mắt, kể về một câu chuyện hoàn toàn mới của Hawkeye khi phải đối chọi với rất nhiều vấn đề, không còn thuộc cấp độ Avengers nữa. Kể từ sau thời kỳ All New All Different Marvel, Hawkeye đã nhận lời đề nghị của Bruce Banner. Bằng mọi giá, nếu như Bruce có hóa thành Hawk một lần nữa thì chính tay Hawkeye phải là người kết liễu mạng sống của anh. Cũng chính vì việc này đã khiến cho cuộc nội chiến của các siêu anh hùng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Clint được kết án vô tội và anh quyết định bỏ đi, lập nhóm Occupy Avengers với Red Goof và quyết định sẽ giúp đỡ cho những người dân. Gần đây nhất trong bộ truyện Hawkeye Free Phone, Clint Barton đã trở lại với danh tính Ronin. Số là trước đây, Hawkeye đã bắt được Red Hood, vua tội phạm của thế giới ngầm. Nhưng sau khi anh biết được, hắn ta đã được thả trong phiên tòa, anh đã vô cùng điên tiết và quyết định sẽ thực hiện điều đó thêm một lần nữa. Và vì lần này sẽ bạo lực và đẫm máu hơn, đây không phải là công việc của một Hawkeye, mà là của Ronin. Clint mặc lại bộ đồ mà mình đã bỏ từ rất lâu về trước và tiến hành những phi vụ đánh phá băng đảng của Hood, lấy tiền từ chúng và giúp đỡ cho người nghèo. Nhằm dễ bề qua mắt các siêu anh hùng khác, Clint đã kích hoạt LMD, hay còn được gọi là người máy nhân bản của chính mình. Anh thậm chí còn cẩn trọng hơn khi thuê một Skrull đóng giả chính anh. Tuy nhiên, Bullseye sau khi biết được bí mật này của anh, hắn đã giết chết gã Skrull được thuê và đánh trọng thương một cậu bé rất thân với Clint. Và đó cũng là lúc mà các bạn phải bớt đùa lại đi, vì Clint Barton không còn vui tính như trước nữa đâu. Anh lập tức đến ngân hàng của Hood và cuộm hết số tiền của hắn, dùng chúng để mua một con quỷ từ tay thị trưởng Wilson Fisk và bá tước Nefaria. Anh sau đó đã đánh bại The Hood và khiến cho những gã tội phạm khác phải run bần bật khi nghe thấy bóng dáng của anh chàng ứng tiễn. Hawkeye có phải là Avenger chết trong nhất? Những nội dung kế tiếp đã từng được tôi viết trên fanpage hội quán Marvel và DC, nên tôi xin phép được đưa vào trong video này. Và tôi nghĩ anh em cũng nên theo dõi fanpage này nhá. Mấy người cho rằng tôi không biết mình là gã yếu nhất trong đội này à? Tôi biết đấy, tôi chẳng cần mấy người phải nhắc lại điều đó đâu. Đó là điều mà tôi nhận biết được. Tôi chỉ bắn cung thôi, nhưng tôi bắn giỏi hơn bất cứ ai trên cái hành tinh này. Như Bruce Banner đã từng nói, là người không bao giờ hối hận với những việc mình đã làm, Hawkeye không ngán với việc giết tội phạm. Được biết đến là một tài thiện xạ lão luyện, chừng đó đã cho thấy Hawkeye có thể là Avenger chết chóc bậc nhất chỉ với những mũi tên trong tay. Có thể thấy, trong suốt những lần xuất hiện của anh, Hawkeye Clint Barton luôn được xem là Avenger yếu kém nhất, vì anh chỉ đơn giản là một người thường, không có những sức mạnh nào đặc biệt so với các thành viên khác. Trong Avengers, Iron Man Tony Stark là một người thường với trí tuệ siêu việt, mặc trên mình những bộ giáp tối tân nhất. Nếu so sánh với Black Widow Natasha Romanoff, một đồng nghiệp của mình được đào tạo nghiêm ngặt từ khi còn nhỏ để trở thành một sát thủ máu lạnh, thì Clint chẳng khác nào đang tự hạ thấp bản thân mình. Vậy điều gì có thể khiến Hawkeye trở thành một Avenger chết chóc nhất? Khác với các siêu anh hùng khác, trong một Clint Barton luôn hoạt bát là một kẻ sẵn sàng ra tay không khoan nhượng. Lấy một ví dụ chẳng hạn, Batman của DC, một nhân vật mặc dù luôn đả thương những tên tội phạm, nhưng anh lại có một moral code đối với việc giết người. Ngay cả khi so sánh với các siêu anh hùng khác như Black Panther hay Star-Lord cũng vậy, trừ những anti-hero, đa số họ đều có tư tưởng chỉ kế liễu khi cần thiết, hầu hết chỉ khiến cho đối phương bị thương, thì Hawkeye luôn chỉ có hai lựa chọn duy nhất khi đã cầm vũ khí trên tay. Một, khiến cho đối phương bị thương, và hai, không quan nhượng và thẳng tay kết liễu. Một trong những ví dụ điển hình là sự kiện Age of Ultron của nhà văn Brian Michael Bendis và họa sĩ Brian Hitch. Hawkeye đã thể hiện cho người đọc biết anh là một Avenger đáng sợ như thế nào. Clint Barton có thể không phải là một vị thần như Thor hay trở nên siêu mạnh, siêu to khi hóa xanh như Hawk, nhưng anh lại có chất riêng của bản thân mình. Trong tập truyện này, Hawkeye trên đường theo dõi một băng nhóm bắt cóc Spider-Man và Clint đã thể hiện độ máu lạnh của mình khi bắn cung tên vào cổ họng của những tên tội phạm. Anh mở một màn trình diễn vô cùng chết chóc khi một mình anh giết từng gã một bằng cách xuyên qua nhãn cầu của chúng một cách không thể nào máu me hơn. Nhưng xét ra, mọi hành động của Hawkeye không phải là một tên sát nhân điên cuồng, anh vẫn là một người ý thức được bản thân mình. Không thể không kể đến chi tiết trước khi màn trình diễn trên được bắt đầu. Hawkeye đã thanh toán một gã tội phạm xấu số khi anh cố đánh thuốc mê một cô gái. Ngay lập tức, mũi tên của Hawkeye bay xuyên qua miệng của hắn ta và bay thẳng ra đằng sau.
một hành động cho thấy sự dứt khoát trong hành động của người được cho là Avenger yếu kém nhất đấy. Hawkeye có thể là Avenger chết chóc nhất vì anh không bao giờ sợ làm bẩn đôi bàn tay hay những mũi tên của mình. Gã thiện xạ bậc nhất của Marvel có thể không phải là một siêu anh hùng quyền năng, nhưng khi kẻ nào đã lọt vào tầm mắt của Diều Hâu, mạng sống của hắn chắc chắn xem như đã an bài. Giờ thì tới phần sức mạnh, một trong những phần mà tôi rất là ngán khi phải viết. Lý do tôi chán là bởi bạn thử nhìn vào Wiki mà xem, tôi thấy có rất nhiều năng lực vô cùng đơn giản, mà tại sao người ta cứ phải viết ra thế nhở? Không những thế, mà người xem cũng chỉ toàn quan tâm tới sức mạnh mà thôi, chẳng hề để tâm tới những điểm thú vị của nhân vật. Thực ra thì tôi có thể copy toàn bộ nội dung trên Wiki, nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không làm thế. Ở đây chúng tôi không làm vậy, vì nó sẽ thật là vô dụng và chứng minh là tôi là một thằng thất bại như các trang web khác, điển hình như là hồ sơ nhân vật. Cho nên, tôi sẽ trình bày theo cách riêng của mình. Clint Barton vốn đơn giản chỉ là một người thường, nhưng trải qua quá trình luyện tập nên anh có thể hơn người thường khá nhiều. Cơ bản là khi bạn có cái danh hiệu siêu anh hùng vào thì mọi chỉ số đã vượt trội rồi. Nên nếu như bạn thấy Hawkeye hay một nhân vật khác như Daredevil, Punisher đấm nhau với mấy con quái vật mà thắng được thì cũng đừng ngạc nhiên quá nhá. Ngoài ra trên Wiki còn ghi rõ là Hawkeye còn được mài giũa thêm nhiều khả năng khác như nhào lộn, chiến thuật gia, vô cùng linh hoạt trong chiến đấu, chuyên gia điều khiển phương tiện và đa ngôn ngữ. Thực tế thì tôi thấy những cái khả năng này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần đối với những anh hùng đấm tay bo là chính, nên chắc mấy ông làm bên Wiki cũng dành mấy vụ copy paste này lắm nhỉ. Nhưng cái chính trong mối sức mạnh của Hawkeye chính là khả năng chiến đấu. Trước tiên thì tôi sẽ nói tới phần cận chiến trước, vì thường là chẳng ai quan tâm một thằng xạ tủ lại giỏi đấu tay đôi. Hawkeye có thể xem là một trong những võ sư hàng đầu, tuy không thể nào mà so sánh với những bậc thầy khác như Shang-Chi hay Iron Fist, nhưng anh cũng rất giỏi trong việc hạ gục và chế ngự đối thủ. Nói có sách, mách có chứng, trong khoảng thời gian hoạt động dưới cái danh Ronin thì Clint đã thể hiện rất xuất sắc rồi. Nên nói trước rằng, khả năng thiện xạ của Clint không xuất phát từ việc luyện tập, mà đây chính là khả năng trời phú của anh. Với sự tác động của Trickshot và Swordsman thì tài năng của Clint lại tăng lên một cách đáng kể và anh có thể bắn với bất cứ kiểu gì mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Đứng nghiêng một chỗ rồi ngắm thì nó quá là xưa rồi. Đằng này Hawkeye còn nhào lộn trong lúc bắn, bắn nhiều mũi tên một lúc, sử dụng nhiều loại vũ khí để bắn này và tỷ lệ trúng gần như 100%. Tôi sử dụng từ gần như để ám chỉ tới việc anh không phải lúc nào cũng bắn trúng cả và tất nhiên cũng sẽ có hụt, nhưng phải hiếm lắm mới có trường hợp này. Tài năng là có, nhưng nếu không được chui rèn thì sẽ có ngày hao hụt, nên Hawkeye vẫn dành ra 2 tiếng mỗi ngày để làm bạn với cây cung và mũi tên. Mà tại sao không phải dùng súng cho lẹ? Nói đến súng, Hawkeye cũng là một bậc thầy về vũ khí, nhưng tôi nghĩ Hawkeye vẫn giỏi sử dụng nhất là cung và kiếm, vì đây chính là hai vũ khí được Trickshot và Swordsman chỉ dạy cho anh hồi nhỏ. Và một chuyên gia vũ khí sẽ là một cái danh hão nếu như bạn không biết cách chăm sóc vũ khí và thiết kế vũ khí. Đấy đều là những thứ mà Hawkeye có thể làm được. Ừ thì thế thôi chứ anh em mong chờ gì ở một thằng người thường cầm cung bắn giống mấy cha da đỏ. À mà quên mất, Hawkeye cũng từng là một Goliath nhờ vào Pym, giúp cho anh có thể hóa khổng lồ và làm những thứ mà chỉ có mấy gã khổng lồ có thể làm. Tôi nghĩ chắc nó đến đây thì anh em cũng đã hiểu rồi. Để làm một thiện xạ, các bạn nghĩ rằng chỉ cần đôi mắt tinh anh là được, nhưng thực chất đôi tài cũng rất quan trọng. Tuy vậy, Hawkeye lại không nhận được thứ giác quan tinh tường ấy. Chúng ta sẽ phải nói đến điểm yếu nhất của Hawkeye, chính là thính giác. Ngay từ khi còn bé, anh đã bị người cha bạo hành và bị điếc một phần nhỏ, nhưng anh vẫn không hề cho bất cứ ai biết cả. Cho đến khi Crossfire tấn công, Clint đã bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng và bị điếc tới 80%. Sau sự kiện Heroes Reborn, Franklin Richards đã tái sinh Hawkeye cùng với các siêu anh hùng khác từ một vũ trụ túi. Nhờ như thế mà tai anh cũng được phục hồi. Khi bị cà dì tấn công và nhắm vào đôi tai của Hawkeye, anh gần như bị điếc hoàn toàn và mọi thứ xung quanh anh chỉ là sự im lặng. Ngay cả cơn đau mà anh hét ra, thậm chí anh cũng chẳng hề nghe thấy nó. Kể từ đó, Clint phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và cơ thể để giao tiếp với người khác. Bên cạnh đó còn phải đọc vị môi của người đối diện để biết họ đang nói cái gì. Sau đó, Tony phải chế tạo cho Clint máy trợ thính để giúp anh phần nào gánh bớt đi sự thiếu thốn. Ok, bây giờ thì đến với món đặc sản mà có lẽ bạn nào cũng phải thấy trong những video của tôi. Đó chính là danh sách thứ tự đọc của nhân vật. Khi tôi lên mạng tìm kiếm về Hawkeye, tôi cũng khá là ngạc nhiên khi thấy tổng số lần xuất hiện của nhân vật này đã lên tới tận hơn 1.400 tập truyện. Và thực sự đó là con số quá khổng lồ để có thể nhét vào cái video này. Thế cho nên, trong cái list dưới đây, tôi đã phải lược đi rất nhiều thứ không có quan trọng. Nhưng mà tôi biết kiểu gì thì cũng chẳng có ai đọc đâu mà lo.
Riêng đầu truyện Hawkeye 2012, tôi phải có đôi lời về đầu truyện này vì nó là một trong những đầu truyện hay nhất mà tôi từng đọc. Một trong những đầu truyện được đánh giá là đầu truyện siêu anh hùng hay nhất thập kỷ, được nhà văn Matt Fraction chắp bút. Trước khi trở lại làm Hawkeye, Clint có một cô học trò nhỏ tên là Kate Bishop trong khoảng thời gian trở thành Ronin. Trong bộ truyện này, anh đã cùng cô chống lại một nhóm những kẻ xấu đang muốn chiếm khu chung cư mà hai người đang sống. Nghe rất đơn giản, nhưng chứa bên trong nó là cả một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Ở đây không chỉ nói về Clint, mà nói về những người xung quanh anh, kể về những thứ mà anh đang làm, những câu chuyện nhỏ và những hành động lớn. Theo Fraction, một trong những rắc rối đầu tiên chính là việc Clint muốn mua một khu chung cư, nhưng vấn đề của anh đầu tiên lại là tiền đâu. Và thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên mà anh có tiền để tiêu. Thay vì tích góp, anh lại dùng nó để làm những việc tốt hơn. Nhờ đó mà anh cũng có những giấc ngủ ngon sau những hành động đầy nghi hiệp ấy. Câu chuyện không còn những Captain America, Thor hay Iron Man. Đây là Hawkeye. Lần đầu tiên ta thấy những gì anh làm khi không còn bị những đồng đội chiếm lấy những phút tỏa sáng. Clint đã thoát khỏi cái bóng của họ và trở thành nhân vật chính của câu chuyện của riêng bản thân anh. Ta có thể thấy những màn tương tác vô cùng thú vị bên trong Hawkeye. Bên cạnh đó cũng là sự gần gũi giữa các nhân vật với nhau. Hawkeye là một bộ truyện đáng để thưởng thức cho mỗi độc giả. Bên cạnh đó, nó còn chứng minh mình là một phần quan trọng trong toàn lịch sử Marvel khi nó đã chỉ ra được sự khác biệt của thế giới tiền và hậu Hawkeye. Không những vậy, nét vẽ đại tài của họa sĩ David Aya còn khiến bạn có một cảm giác vô cùng nhẹ nhàng ở từng trang truyện. Spider-Man đã từng cắm mũi tên vào ngực của tội phạm để an ủi Hawkeye. Hawkeye là sát thủ đỉnh nhất của Marvel, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không bao giờ bắn hụt cả. Trong một nhiệm vụ đi tuần cùng với Spider-Man, Clint đã bộc bạch với nhện nhọ rằng anh phải trở nên hữu ích cho mắt mọi người. Cả hai đã bắt gặp các tội phạm Sidewinder cùng với đồng bọn đang tiến hành gây án và quyết định ra tay ngăn cản chúng lại. Trong khi Clint đang giơ cung lên và bắn chúng, Spidey nói rằng đừng diễn trò nữa và hành động nhanh lên. Clint không nghe và quyết định vẫn bắn trong lúc Peter đang lao tới Sidewinder. Mũi tên ấy đã bắn chúng, tôi đùa đấy. Nó hụt lý do là bởi cái aura nhọ của Spidey đã chuyển sang cho Hawkeye và chính Spidey mới là kẻ hạ gục gã nhân bằng một cú đá. Ngay sau phát triển đó, Clint từ xa đã sốt sáng hỏi Spidey xem anh có bắn chúng địch hay không. Thức tình, Spidey bèn nhặt mũi tên dưới đất rồi cắm thẳng vào người Sidewinder. Khi Clint phóng xe tới, những gì anh thấy chỉ là một tên tội phạm đã gục ngã trước mũi tên của anh mà thôi. Và rồi, anh đã vỡ òa trong sự sung sướng, có thể tiếp tục xạo quần với đẳng cấp của mình trong khi Peter đang cảm thấy tội cho anh bạn của mình. Hawkeye không phải là xạ thủ đẳng cấp nhất. Theo lời của Superior Spider-Man thì Hawkeye chỉ là xạ thủ giỏi thứ hai của trái đất mà thôi. Vị trí đứng đầu ấy phải thuộc với Bullseye, gã ác nhân nguy hiểm bậc nhất của Daredevil, khi anh ta có thể biến tất cả mọi thứ trở thành vũ khí và ném với tỷ lệ chính xác nhất. Không chỉ vậy, Bullseye đã từng có thời kỳ đóng giả Hawkeye hàng thật trong sự kiện Dark Reign khi Norman Osborn trở thành giám đốc của SHIELD. Thậm chí Superior Spider-Man còn có lần nhận xét rằng Hawkeye và Captain America là hai thành viên yếu nhất của Avengers. Hawkeye từng gia nhập cả Avengers lẫn Justice League. Từ một thành viên được xem như là Avenger kém cỏi nhất, tại sao Hawkeye lại có thể trở thành một thành viên của Justice League bên cạnh những nào là Batman, Superman hay là Wonder Woman? Câu chuyện xuất phát trong bộ truyện JLA Avengers là một trong những crossover tham vọng nhất của cả Marvel và DC. Nội dung truyện kể về Corona, nhà khoa học người Mantis từng chứng kiến sự ra đời của vũ trụ DC, kẻ đã bị Grandmaster lừa để khiến cho Avengers và Justice League phải tìm kiếm 12 bảo bối quyền năng nhất ở từng vũ trụ của họ. Grandmaster với quyền năng của 12 bảo bối đã hợp nhất hai vũ trụ Marvel và DC là một, khiến thực tại bị thay đổi. Trong JLA Avengers số thứ 3, chúng ta biết được rằng Hawkeye đã rời khỏi Avengers và tham gia Justice League trong một thời gian ngắn để cùng các siêu anh hùng đánh bại Doctor Doom. Khi Liên Minh đang ở Southworld, Black Canary đã thể hiện một chút tình cảm nho nhỏ dành cho Hawkeye. Nhưng sau đó, một số rắc rối xảy ra giữa các vũ trụ khiến cho Hawkeye trở lại Avengers. Không có một ai ở Justice League nhớ về Hawkeye cả, ngay cả Black Canary, trừ Green Arrow. Vì một lý do nào đó mà Green Arrow vẫn còn nhớ Hawkeye, anh cố gắng kể cho các thành viên nghe nhưng không ai nhớ cả. Nhưng nghĩ ra thì Green Arrow không còn phải nổi cơn ghen vì tình cảm mà cô vợ của mình dành cho một gã sải cung khác. Nhưng tiếc rằng, chúng ta không được thấy khoảng thời gian mà Hawkeye hoạt động chung với nhóm Justice League mà chỉ thấy điều này thoáng qua trong một ảo ảnh trong trí nhớ của Green Arrow. Sinh nhật của Hawkeye. 18 tháng 6 là sinh nhật của Clint, đó cũng chính là ngày sinh nhật của nhà văn Mark Grenwald. Lý do giải đáp việc nhà văn Matt Fraction lại chọn ngày đó làm sinh nhật của Clint là bởi vì Mark Grenwald là một trong những nhà văn đỉnh nhất mọi thời đại của Marvel Comics. Không chỉ có thế, Mark Grenwald cũng chính là người đã chép bút cho đầu truyện riêng đầu tiên của Hawkeye. Hawkeye đã bị nhầm với Spider-Man. Hawkeye khá là đen đủi khi bị nhầm với Spider-Man trong ngày đầu nhậm chức ở Liên minh Thập giới, và người gây ra chuyện này chính là Thor. Trong tập truyện Thor Annual số thứ nhất gần đây,
Hawkeye được Thor mời đến Elsheim để dự lễ kỷ niệm ngày chiến thắng của sự kiện War of the Realms. Việc Hawkeye bị nhầm lẫn với Spider-Man là vì Thor không mời được Spider-Man đến tham dự. Tuy nhiên, Hawkeye không phải là người đầu tiên được Thor mời đến để thay thế Spider-Man. Anh đã hứa với những chiến binh khác là sẽ mời Black Panther và Punisher đến, nhưng không được nên đã mời Clint đến dự lễ như một phương án thay thế cuối cùng. Cày thế nhở? Và video hôm nay xin phép được dừng lại ở đây. Anh em ấn tượng với chi tiết nào thì hãy cùng chia sẻ với tôi nhé. Nếu như anh em muốn tạp báo comic làm về video nào thì đừng ngần ngại, hãy để nó ở dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.